Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tháng 3 âm lịch của những người tuổi Dần. Tam hội ghé thăm, tháng mới tiền tài ùn kéo tới. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Dần khi bước sang tháng thứ 3 của năm 2024 Giáp Thìn với tam hội ghé thăm ở trong tháng cho thấy các cơ hội gặp gỡ với mọi người là điều kiện khá tốt mà người tuổi Dần nên tận dụng. Nguyên lệnh lầm đất trường sinh cũng tạo điều kiện thuận lợi để con giáp tuổi Dần có thể bộc lộ khả năng của mình. Mọi người dường như rất tin tưởng những gì mà bạn đang thực hiện. Những cuộc trao đổi thú vị và hàng loạt những ý tưởng mới đầy táo bạo sẽ liên tục ập đến trong đầu bạn, khiến cho bạn hứng thú theo đuổi những mục tiêu dài hạn thay vì ngồi ủ rũ sau đời vì chẳng có gì để làm. Dịch mã xuất hiện trong tháng cho thấy bản mệnh không thể nhàn thân vì càng vất vả càng buôn ba xông xáo thì thu hoạch càng lớn. Vì thế, hãy chăm chỉ kiếm tiền, đừng vì một chút trở ngại mà bỏ cuộc. Trong một số tình huống công việc cần đi công tác xa để tìm kiếm cơ hội mới thì người tuổi Dần đừng vội vàng từ chối, thay vào đó hãy chủ động xung phong. Đây là cơ hội rất tốt để bạn phát triển kỹ năng cũng như tầm nhìn của mình. Tuy nhiên đừng vì nhìn thấy những điều kiện thuận lợi đang bày ra trước mắt mà tuổi Dần chủ quan, bởi vì thiên quan xuất hiện có thể gây ra một số tổn thương tinh thần, từ đó ngấm ngầm phá hoại sức khỏe của bạn từng chút một. Vậy thì tử vi chi tiết của những người tuổi Dần trong tháng 3 âm lịch sẽ như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video dưới đây nhé. Tổng quan về tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch bắt đầu từ ngày 9 tháng 4 năm 2024 dương lịch cho đến hết ngày 8 tháng 5 dương lịch. Tháng 3 âm lịch là tháng Mậu Thìn với thiên can Mậu Thổ, địa chi Thìn Thổ, ngũ hành của tháng là Đại Lâm Mộc. Tháng 3 âm lịch có 14 ngày rơi vào tiết Thanh Minh, 16 ngày rơi vào tiết Cốc Vũ. Về tiết Thanh Minh là tiết thứ 5 trong số chuỗi 24 tiết khí. Tiết Thanh Minh thường bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 hoặc là ngày 6 tháng 4 dương lịch, lúc này mặt trời chạm mốc 15 độ. Thanh Minh là thời kỳ thời tiết trong trẻo, tinh khiết nhất, không còn những cơn mưa nhỏ của mùa xuân, bầu trời mở ra rạng ngời và thoáng đãng. Thời tiết lúc này ấm áp, cây cỏ bắt đầu bước vào giai đoạn sinh trưởng và được gọi là Thanh Minh. Chắc hẳn chúng ta đã quá quen với câu thơ Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạt thanh. Thanh Minh là thời điểm tảo mộ đầu năm để tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên. Thủ tục tảo mộ từ lâu đã trở thành một nét đẹp gắn liền với đạo đức, bổn phận của người Việt Nam. Thời tiết tốt làm cho cây cỏ tươi tốt chùm lên mộ phần, cần phải cắt tỉa, tảo mộ để cho nơi an nghỉ của người khuất thêm phần sạch sẽ. Còn về tiết Cốc Vũ hay còn được gọi là tiết mưa rào. Cốc Vũ có thể hiểu theo từ điển Hán Việt. Cốc có nghĩa là ngũ cốc hoa màu, vũ là mưa. Nói nôm na thì cốc vũ là thời điểm có mưa. Những cơn mưa này thường rất lớn, nặng hạt như những hạt ngũ cốc. Đặc biệt thời điểm này vô cùng tốt cho sự sinh sôi, nảy nở của cây cối hoa màu. Khi tiết cốc vũ bắt đầu cũng là lúc thời tiết chuyển từ xuân sang hè. Lúc này khối không khí hải dương thổi vào đất liền, mang theo hơi nước từ các đại dương. Khi bị chắn bởi các dãy núi hay cao nguyên thì hơi nước tích tụ tạo thành những cơn mưa lớn hay còn gọi là mưa rào. Bên cạnh đó trong cơn mưa sẽ kèm theo rất nhiều sấm chớp. Khi tiết cốc vũ bắt đầu cũng là lúc rất nhiều loại sinh vật bước vào thời kỳ sinh sản, thụ phấn, ra hoa. Lúc này một lượng mưa lớn làm cho cây cối sinh sôi nảy nở, khiến cho một số loài động vật bước vào thời kỳ sinh sản. Theo những quan niệm dân gian thì những cơn mưa rào trong tiết Cốc Vũ còn thể hiện cho sự tươi mát, đại diện cho một năm no đủ. Khi những cơn mưa rơi nặng hạt hay giao mùa sẽ giúp con người trở nên dễ chịu hơn, đánh dấu một năm mới, suôn sẻ và thuận lợi. Tử vi chi tiết của những người tuổi Dần trong tháng 3 âm lịch. Những người tuổi Dần khi bước sang tháng thứ 3 của năm 2024 Giáp Thìn với tam hội ghé thăm ở trong tháng cho thấy các cơ hội gặp gỡ với mọi người là điều kiện khá tốt mà người tuổi Dần nên tận dụng. Nguyên lệnh lầm đất trường sinh cũng tạo điều kiện thuận lợi để con giáp tuổi Dần có thể bộc lộ khả năng của mình. Mọi người dường như rất tin tưởng những gì mà bạn đang thực hiện. Những cuộc trao đổi thú vị và hàng loạt những ý tưởng mới đầy táo bạo sẽ liên tục ập đến trong đầu bạn, khiến cho bạn hứng thú theo đuổi những mục tiêu dài hạn thay vì ngồi ủ rũ sau đời vì chẳng có gì để làm.
Dịch mã xuất hiện trong tháng cho thấy bản mệnh không thể nhàn thân, vì càng vất vả, càng buôn ba xông xáo thì thu hoạch càng lớn. Vì thế, hãy chăm chỉ kiếm tiền, đừng vì một chút trở ngại mà bỏ cuộc. Trong một số tình huống công việc cần đi công tác xa để tìm kiếm cơ hội mới thì người tuổi Dần đừng vội vàng từ chối, thay vào đó hãy chủ động xung phong. Đây là cơ hội rất tốt để bạn phát triển kỹ năng cũng như tầm nhìn của mình. Tuy nhiên đừng vì nhìn thấy những điều kiện thuận lợi đang bày ra trước mắt mà tuổi Dần chủ quan, bởi vì thiên quan xuất hiện có thể gây ra một số tổn thương tinh thần, từ đó ngấm ngầm phá hoại sức khỏe của bạn từng chút một. Chi tiết về phương diện sự nghiệp của những người tuổi Dần trong tháng 3 âm lịch. Người tuổi Dần sẽ gặp rất nhiều điều may mắn trong tháng 3 âm lịch khi mà bạn chủ động và nhiệt tình. Tuổi Dần là những người thông minh hóm hình, có tố chất lãnh đạo và có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tuy nhiên với sự xuất hiện của ngũ hành xung khắc nhắc nhở người tuổi Dần cần phải cẩn trọng hơn trong giao tiếp, bởi vì rất dễ gây ra hiểu lầm, căng thẳng với đồng nghiệp và những người xung quanh. Trực giác của con giáp tuổi Dần trong thời điểm này không thực sự nhạy bén và chính xác. Đến giữa tháng thì nguồn năng lượng dồi dào sẽ trở lại, giúp những người tuổi Dần đủ tự tin nói lên những ý kiến cá nhân mà bấy lâu nay vẫn đang kìm nén. Thời gian này sẽ không phù hợp để thử làm điều gì đó thực sự bùng nổ và mới mẻ. Tuổi Dần cần phải tập trung vào giai đoạn trau dồi kiến thức cho mình. Có những việc dù bạn không thích nhưng vẫn phải kiên nhẫn khám phá, bạn cũng nhận ra những điều đó vô cùng hay ho, thú vị mà nó mang lại. Chi tiết về phương diện tài lộc của những người tuổi Dần trong tháng 3 âm lịch. Bước vào tháng 3 âm lịch, tuổi Dần sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, nhờ thế mà bạn sẽ nhận được rất nhiều cơ hội và nguồn lực thực sự ở trong tháng này. Với người tuổi Dần làm công ăn lương thì cũng có cơ hội được thưởng, được tăng lương trong thời điểm này. Do đó hãy tập trung khai thác các cơ hội đang có, đừng lãng phí nguồn lực của mình. Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh cho thấy tuổi Dần có rất nhiều cơ hội để tiền bạc nảy nở trong tháng, nếu như tuổi Dần chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng để nắm bắt cơ hội đến với mình. Bằng sức lao động và sự chăm chỉ, những người đã tạo ra một cơ ngơi đáng kể trong khoảng thời gian này. Đồng thời, có người tuổi Dần đã thu hút được tài lộc nhiều tới mức cũng có thể được nhiều của cải và tiền bạc. Và dường như họ đang cảm thấy mình như cá gặp nước, thăng tiến và giàu có sẽ không chỉ còn là một giấc mơ xa vời nữa. Chi tiết về phương diện tình duyên, tình cảm, gia đạo của những người tuổi Dần trong tháng 3 âm lịch. Bước vào tháng 3 âm lịch, người tuổi Dần gặp tình trạng xa mặt cách lòng đã gây ra sự lạnh nhạt trong mối quan hệ tình cảm của con giáp tuổi Dần. Vậy nên ngay khi có cơ hội gặp gỡ, tuổi Dần nên dành hoàn toàn thời gian của mình cho nửa kia của mình để thể hiện sự quan tâm chân thành. Nếu không, bạn quá tập trung vào công việc có thể gây thêm căng thẳng, những hiểu lầm không đáng có. Và từ khóa cho những người tuổi Dần trong tháng này đó là giờ nào việc nấy. Điều đó có nghĩa là khi bạn làm việc thì hãy tập trung hoàn toàn, và khi ở bên cạnh người thân thì hãy gác công việc sang một bên. Tuổi Dần nên dành thời gian cho chuyện tình cảm hoặc tụ tập với những người bạn cũ. Hãy thực hiện một vài cuộc phiêu lưu nhỏ đầy thú vị vào thời điểm cuối tuần để có thể gia tăng hương vị cuộc sống. Những cuộc gặp gỡ với mọi người rất có ý nghĩa với con giáp tuổi Dần vào lúc này. Đừng ngần ngại chủ động lên lịch và rủ riêng mọi người tham gia. Bạn sẽ có những khoảnh khắc thăng hoa và vô cùng đáng nhớ. Chi tiết về phương diện sức khỏe của những người tuổi Dần trong tháng 3 âm lịch. Tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Dần trong tháng mới có nhiều điều kiện thuận lợi. Nếu ai có bệnh thì cũng may mắn gặp được bác sĩ giỏi chữa trị, nhờ đó mà nhanh chóng hồi phục. Tháng 3 âm lịch, nguyệt lệnh là đất trường sinh, thuận lợi cho việc sinh nở. Vì đó là dấu hiệu tốt để con giáp tuổi Dần có thể thực hiện kế hoạch sinh con ngay từ bây giờ. Đừng quá lo lắng gây thêm căng thẳng cho bản thân, hãy vui vẻ, thuận theo tự nhiên. Tháng mới, lục bạch nhập cung chính tây, có điểm báo họa huyết quang cận kề. Mệnh chủ cần đảm bảo an toàn cho bản thân, nhất là khi tham gia giao thông hay là trong quá trình lao động, làm việc. Bản mệnh cũng nên quan tâm tới vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi khi đi xa. Thời gian xáo trộn khiến cơ thể khó chịu, bạn cũng không cảm thấy thoải mái trong việc ăn những món ăn mới, có thể dẫn đến vấn đề liên quan tới hệ tiêu hóa, vì vậy cần phải hết sức chú ý. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi tuổi Dần trong tháng 3 âm lịch, tháng mới tam hội ghé thăm, tiền tài ùn ùn kéo tới. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!